Canh em ơi, 2 bát đi. Em để hoài Anh Minh mang về chưa? Rồi rồi, anh nay mới ra mà. 20 giả. Bánh còn 5 bát nữa không? Còn đâu mới đi đâu. Không có đủ rồi các bạn. Còn một bao nữa trong nhà nhưng mà em để đi khoảng. Cứ bắt trong trong anh đây ô tô chở vậy. Bây giờ chưa được. Điệp cái này giờ nó nghiện mẹ cái nghiện. Nghiện đấy. Nghiện đấy. Nghiện em rồi đấy. Giờ anh có biết cả nghiện em có thể chết rồi. Không có cái đấy là không ngao đấy nè. Không có cái đấy là không ăn đấy. Cá nó nghiện. Bột mì của em có cái đấy cá ngao lên anh còn nghiện em luôn. Cá rô cũng cũng nghiện quay ruột bánh mì gì nữa. Cá ruột bánh mì anh về vào đá rô mẹ giật ngay là cá rô ấy. Anh nghiện em luôn. Cảnh mới đang đấy riêng cái rắc cái khác chúng mình rít bột mì xuống nên đặt cá vào vào ngao cái này. Anh Tăng à, nếu một tí em không về kịp anh cứ đi về nhá. Thôi em lại mang gửi để ngoài đấy, đi sau khi em về em còn đi chợ đổ. Phải em không về kịp. Nếu hồi sau này già cũng làm cái rau cho cháu rồi. Dạ, không phải làm đâu phải không? Tôi làm cái canh em ơi. Rau hết đấy chứ. Hết rồi à? Rau dài ăn nữa. 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 Rồi uống hết rồi. Thôi anh uống rồi. Qua ở xóm nhà anh ơi, thằng đang khỏe mạnh bình thường. Thế mà to cao đẹp trai. Sáng hôm qua anh đi cắt tóc, anh trai rồi xong anh còn trêu nó bảo hãy đú thuốc, nó bảo mày bỏ thuốc đi. Người nó khỏe, nó bảo em nó bảo cái canh ngon là hết rồi. Thuốc em không bỏ. Chú ăn đây, tôi đánh nhá. Đánh nữa bắn nữa. Thật không tí. Đánh nói đánh nữa mà đánh bắn nữa mà. Nếu mà bác cứ vô tư. Thế chiều cái tùng tùng này, bị tải. Mấy giờ anh đang về? Mà khỏe. Mấy giờ anh về? Chín nữa ăn trong cái khoảng 8 giờ anh về. Em cứ tầm đấy em về nhà đấy. Nếu mà về ta cho mình gọi mình gọi em. Cứ bắt chạy mình nhá. Nếu em chưa về, trở về. Hả? Con trai trở về. Nó trở ra chỗ bến xong đi xe buýt này. Ừ. Xe buýt trở hết. Xe buýt về nhà. Thế chứ có trở về nhà mình không? Đến đường cái. Xe buýt về đường ngoài. Đến đầu đường ấy. Đường ngoài à? Vâng. Xe máy này rồi. Máy rồi quán máy đầu đường rồi. Đường ngoài, đường cao, đường to, đường không ăn chứ. Xe biết giờ nhạt hơn chứ. Xe máy giờ gửi quán gọi đầu rồi. Chả cần gọi đâu. Đưa con gọi đưa hay thôi rồi. Có chứ. Phải gọi đưa con chứ. Quán quen mà. Đầu gối gầu. Đầu gối không quẩn máu nữa thì bắt đầu không đi được nữa. Thôi. Xe pháo gửi thoải mái. Gửi cả đêm, mấy đêm được. Thấy nhà đâu. Quán đầu đường. Đúng rồi, rồi bảo như vậy là ra trong ao chống đột như vậy đi cả đêm cơ mà. Vâng, vợ bảo như vậy đi cả đêm đi trông trông cá. Trông đột. Đi trông lột. Mấy như đi chơi đi thổ đấy. Dạ. Bao giờ đi các bà cá hải kìa. Bây giờ đi thì anh em mình có đi cắt bà cắt hải không các bác? Đi điểm khác đi, điểm nào cắt bà cắt hải. Đi điểm nào đi, đi thay đổi đi. Trời dưới mỗi ngã long đấy. Kỷ niệm có hàng ăn chuyển điểm khác, đi qua đi. Không thì đi... bây giờ đi Mái Đính là Ninh Bình Tam Trúc nữa, không đúng. Nó không đúng thời kỳ. Các lạ chỉ có mỗi bây giờ như ở mình thì bây giờ không hợp chùa không hợp. Không hợp cái mùa này. Mùa này chỉ có xuống biển thôi. Giờ mùa này chỉ xuống biển thôi. Đồ Sơn thì nó ngắn quá, sáng đi chiều về. Nên Hà Giang là xuống kì nó lúc Hà Giang kẻ đéo đường về cả. Hà Giang không đi được. Không đi. Mùa này cũng không đi được. Không đi. Hà Giang hôm qua đến hôm qua bốn người mất tích chưa. Không một đường về. Không một đường về luôn. Hà Giang không đường về luôn. Mà mấy thằng lái xe cũng liều. Bây giờ mình chỉ có cắt bà mới lại Quảng Ninh thôi chứ còn chả có thứ nào. Đi xuống, sợ là còn đắt đây.